Ngắn hay gì? Hôm nay ăn nhiều mụn rồi. Mấy tháng luôn hả? Mấy tháng rồi mới đi đó. Ừ. Hôm nay cùi già nhiều quá. Nhổ răng gì mà nhanh vậy? Ở ngoài cũng to ấy á. Đây, ở ngoài cô này như là đen. Nó phía chân cái đồ là ta quay được tiếp là sẽ ưng cô thâu lại ưng. Nó phía chân là em thích coi. Lâu quá nữa già không cười. Không phải sáng gì chợ mới lại ăn sáng nào trở ra. Bây giờ mình mời lại chút. Này nó mời bị nghĩ à. Lèo ấy chị. Tụi đó giàu lắm. Đứa này nó không đi dạng y không?
2 kg một lá mình. Sao nay rẻ dữ. Cái to to ghê á. Sáng bút mấy 10.000. Bờ bút là nó ngon. À bà Yên bán đồ sổ đúng không? À vậy là chỗ tiệm tóc bà kia. Đó tiệm tóc đó. Ủa em nãy em thấy 15.000 ký mà. 15.000 2 ký. 15.000 để 15.000 dưới là 2 ký nữa. À. Chị mới mua 2 ký 15.000 cái to to ghê luôn. À. Mua về ăn bầu ăn sạch luôn đó. Dạ. Ờ. Bữa nay bơ thường, còn bây giờ là bơ bút. Bơ bút thì nó ngon rồi. Rồi ăn hết không mua dữ á. Rồi hồi trước khi có bầu em ăn nhiều quá, giờ em thấy bơ em cũng ngán. Có xay á chị, xay sinh tố á. Xay thì bỏ sữa chua vô, sữa đặc vô. Dạ. Yeah. Không mà cái đây dầm nhà nè. Mua sầu riêng nữa về lần nó ra rồi dầm bơ vô coi. Bỏ sữa rồi ăn đã nó biết. Sầu riêng nữa hả? Mê không? Sầu riêng bữa nay cũng rẻ. Ừ. Mà ông nậu quấy nậu, ông nậu lâu chín tầng mới chín luôn mà. Bơ anh. Ừ. Bơ mà nếu như mà nó già rồi về vú em thấy cỡ 2-3 ngày. Thì có gì già sống gì nữa. Ừ. Đấy, nhà chị cũng chiều ăn bơ ấy. Nhà em ít ăn. Mệt không đó? Có mệt không? Bà Yên bán đồ sổ á chị, kêu bữa bỏ tiền ở trong cái ví đi bị rớt á. Cứ sát á. Chứ kêu kêu trong ví 200 mấy triệu em. Em gọi đầu nghe cái chị gọi đầu chị kể. Kêu đi từ Phương Quế đi nè. Dạ. Túi mà tôi treo con xe á. Đi mà bỏ tiền ở điện thoại, bỏ ví, bỏ cốt cái ID treo vậy. Không đeo người. Tôi đăng Facebook mà ai ở xin lại mà dễ gì. Mắc là mắc luôn.
Cái điện thoại mới mua hơn ba mấy triệu. Chị cũng nặng lắm hả? Chưa. Nãy chị vô làm mới vừa gấp.